Okay, now we move to new our lesson. Con sẽ có mình học cái chỗ này nữa rồi mình sẽ nghỉ ha. Con sẽ có bài 21, Unit 21. This is about play with earth. Okay. The first part is vocabulary. Con sẽ có một số từ vựng đây. One. Now, what is it? Number one is a boat. Easy. Number two, what is it? Number two, Lynn. Cái dùng nhận À, cái xe này sao gọi là xe tải ha? Cái này là xe này xe gì á ha? Sao xe tải kia vậy ta? Ok, con có từ lorry. Hồi nãy bài phía trước con học là xe tải đó. Now next number three, plane. And how about the last one, Lynn? What is for the last không nhận. one? À, con có từ helicopter. Nhớ chưa? Từ này dễ mà. Helicopter. Now, can you make the sentence with plane? Con có thể đặt câu với từ plane cho cô không nè? Lên. I go to plan in I go to to Myanmar. Ừ, nào, con nói là con sao? Con can you tell me in Vietnamese? Con nói cho cô cái câu tiếng Việt của con là sao nè? Tôi đi lên máy bay để đến Myanmar. Để đến gì? Để đến gì con? Con viết ra cho cô nè. Tôi À, không nhớ. Myanmar hả? Con dụ con muốn nói tới là đi tới Myanmar đúng không? Ok, thì con muốn nói câu đó thì con sẽ nói là I go to. Nếu mà đi tới nè, con sẽ nói là I go to Myanmar. Myanmar. By, con sẽ by plane. Con đi bằng phương tiện gì đó thì con sẽ dùng by plane. Ok. Ví dụ như con đi đến trường bằng gì? I go to school. Con đi đến trường bằng gì nè? By my car. À, by my car. I go to school by my car. Ok. Nào. Rồi. Ví dụ giống như con sẽ có là tôi đi tôi đi đâu nữa ha? Ví dụ như I go to my grandparents' house. Ví dụ như đi bằng xe máy đi thì con sẽ có by bike. Đó, con cứ muốn là đi bằng cái phương tiện gì thì con thêm chữ by vào đằng trước con nhé. Ví dụ như là I go to USA by what? By plane or by helicopter? Helicopter. By helicopter, ok. Rồi con hiểu cách xài của cái chữ này chưa? Của cái từ nếu mà bằng phương tiện gì thì con cứ dùng từ by nhé. Nhưng mà ví dụ như con đi bộ thì con sẽ có gì?
Ví dụ như I go to the park. Con đi bộ. Thì con sẽ có chữ on foot. Được không nào? Con nhớ nha, mình đi cái bằng cái phương tiện gì thì mình sẽ dùng từ by. Nhưng mà mình đi bằng chân á, mình đi bộ á, thì mình sẽ dùng là on foot. Con nhé. Được chưa nào? Vâng. Đó. Thôi, buổi học của mình là dừng ở đây đi. Hôm sau mình sẽ học tiếp ha. À bữa sau là thứ ba. Thứ ba mình học á, mình sẽ kiểm tra định kỳ con nhé. Vâng ạ. Không nào. Ok, đó. Bây giờ mình dừng buổi học của mình ở đây ha. Nào, bye bye Linh. Bye bye. Goodbye. And good night. Good night. Bye bye con. Con tắt máy nha.